Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay xin phép được giới thiệu đến mọi người một cặp chóe sứ Melam vẽ tay được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam. Mẫu vẽ này là hình ảnh cá chép vượt vũ môn để hóa thành rồng. Thế như chúng ta biết thì cái chóe sứ như này thì nhiều người sẽ không biết là trưng bày ở đâu. Thì chóe được trưng bày thứ nhất là tại ở hai bên ban thờ, ở mặt đằng trước hai bên ban thờ, hoặc là chúng ta cũng có thể trưng bày tại trong phòng khách. Thì cái ý nghĩa của trưng bày chóe như thế này nó sẽ như thế nào? Ở khác với bình hút lộc là thu hút tài lộc, thì chóe sứ là một vật phẩm phong thủy để tránh thất thoát tài sản, là để tích trữ nhé, để tích trữ nhé. Khác với thu hút là để tích trữ, không để thất thoát mất tài sản của gia chủ. Dáng bình như thế này, dáng bình có nắp đậy lại, nghĩa là để bảo quản lưu trữ tài sản của gia chủ, tránh để thất thoát mất, thì mới sử dụng những cái chóe như thế này. Chóe càng to thì càng thể hiện được gia đình sung túc, đầy đủ, ấm no về mặt tiền bạc này, hạnh phúc này. Đấy, là cái ý nghĩa của chóe khi chúng ta trưng bày là để cất giữ, bảo quản, tránh thất thoát tài sản. Không những chúng ta để bày ở tại phòng thờ nhé, không những để bày tại phòng thờ mà còn bày tại phòng khách nữa. Có rất nhiều mẫu vẽ họa tiết khác nhau, tùy thuộc vào cái nhu cầu của mỗi người mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái mẫu vẽ họa tiết làm sao cho phù hợp nhất. Ở đây hình ảnh cá chép vượt vũ môn là thể hiện cái ý chí, nghị lực, kiên cường của con người để vượt qua những cái khó khăn, gian nan để đạt được đến cái thành công tốt đẹp nhất. Về kích thước nhé. Kích thước là cao, chiều cao là 60, chiều cao là 63, cao 63, vanh bụng này, vanh bụng là 130, vanh bụng là 130 nhé. Thì xin giới thiệu qua với mọi người về cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng, được làm từ nguyên liệu là đất sét xương trong. Đất sét này chúng ta lấy đèn chúng ta dọi nó còn xuyên sáng nữa cơ. Mình đã làm rất nhiều video rồi về cái hàng xuyên sáng này rồi. Mọi người có thể tham khảo trên YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Thì cái đất sét này nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì sẽ cho ra cái chất sứ rất là trắng, trắng như đá và sẽ xuyên sáng. Cái họa tiết của cái sản phẩm này là cái màu xanh lam và được vẽ thủ công bằng tay hoàn toàn. Mẫu vẽ là hình ảnh cá chép vượt vũ môn nhé. Ở bên dưới là hình ảnh sông nước, cá chép ở bên dưới. Ở bên trên, giữa thân mình đổ lên trên là thể hiện cho trời, thể hiện cho trời thấy những chú cá chép đang vượt lên bên trên. Màu sắc này của sản phẩm nó sẽ là màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ bị phai mờ trong quá trình sử dụng, không sợ phai mờ. Để như thế này nó sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian, về thứ nhất là từ độ bóng cho đến cái độ bền màu của sản phẩm. Phần nắp thì vẽ hình ảnh là mây trời nhé. Và còn rất nhiều mẫu họa tiết khác mọi người có thể tham khảo ở trên YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Đây là một kênh thông tin mình làm rất nhiều những cái sản phẩm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ nhất. Bởi vì chúng ta có thể là không phải ai cũng có thể đến tận nơi xem sản phẩm trực tiếp được. Mọi người xem những cái video của mình là có thể phần nào hiểu rõ hơn về sản phẩm. Đây là gì đáy này. Đấy, gì đáy. Đáy của sản phẩm nhé. Thường thì cái hàng sứ lam như thế này sẽ hay có chuyện những cái logo như là chữ tàu như thế này. Và tại vì sao lại chuyện logo chữ tàu như mình cũng đã nói rất nhiều trong video rồi. Hàng sứ lam thì thường thì những cái hàng cổ nó hay là những cái hàng như thế này, những cái hàng cổ từ ngày xưa ấy thì nó là hay thuộc cái dòng men lam. Và chính vì vậy, ví dụ như mọi người mà muốn chơi một cái sản phẩm sứ lam và tăng thêm cái giá trị cho sản phẩm thì mọi người có thể chuyển cái logo ở dưới đây là cái chữ cổ như thế này để làm giống với cái hàng cổ nhất có thể để tăng cái giá trị của sản phẩm lên. Nó cái lý do là như vậy. Nếu như mọi người thích cái mẫu này mà chuyện logo của Bát Tràng vào thì chúng tôi đều làm được hết. Và những cái sản phẩm như này thì không phải là sẵn đại trà nhé, không phải sẵn đại trà, mà thường thì ví dụ làm ra chỉ một đến hai cặp thôi để vừa trưng bày hoặc là giả khách. Chính vì vậy là nếu như mà mọi người làm sản phẩm như này, mọi người sẽ phải đặt là từ 15 cho đến 20 ngày, thường thì sẽ phải 20 ngày thì sẽ tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh như thế này. Ok, như vậy mình đã giới thiệu qua về cái sản phẩm này rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay sát chi tiết vào sản phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Hiện tại thì mình đang quay gần vào cặp chóe để chúng ta có cái nhìn rõ nhất nhé. Về cái độ trong và độ bóng của sản phẩm thì mọi người có thể xem và tự cảm nhận ở trên video.
độ bóng của sản phẩm là âm thanh này. Là âm thanh về cái họa tiết thì được vẽ này, sắc nét liền mạch và cái cách bố trí cảnh rất là hài hòa. Ở bên trên là thân rồng đang uốn lượn, ở trên là thân rồng đang uốn lượn nhé. Ở bên dưới là hình ảnh cá chép đang vẫy vùng. Đây. Thân rồng này uốn lượn được vẽ chi tiết từng cái vảy, được vẽ chi tiết từng vảy rồng năm móng nhé, rồng năm móng. Đây là mặt sau được chế tác hình ảnh là hoa sen. Đây là mặt sau được chế tác hình ảnh hoa sen. Đây là trên nắp này, lên nắp của sản phẩm này nhé. Bên trong cũng tráng men hoàn toàn nhé, bên trong cũng được tráng men. Đây, quay cho mọi người nhìn bên trong tráng men. À, tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc hết, đều ship toàn quốc. À, rất nhiều người thắc mắc lo sợ về cái việc ví dụ mà muốn sở hữu nhưng mà sợ ship đi xa nó sẽ bị vỡ, thì mọi người yên tâm về vấn đề này. Tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều phải đóng gói rất là cẩn thận để gửi đi xa. À, mình sẽ quay gần hơn nữa vào từng chi tiết. À, đây là hình ảnh ở dưới chân này. À, chế tác hình ảnh là cá chép này. Cá chép nhé. Cá chép hoa sen. Lên đến trên này, đây là hình ảnh rồng này. Đây là hình ảnh mặt rồng này. Thân rồng uốn lượn. Đây là móng của rồng. Thân rồng uốn lượn nó khắp ở trên phần vai bình. Vai của cặp chuế. Đây, hình ảnh cá chép này, cá chép đang vẫy vùng với nước, sóng nước. Cá chép thì cũng có rất nhiều kiểu vẽ cá chép khác nhau nhé. Cái mẫu này là cá chép vẽ bậm, cá chép vẽ cái thân mình rất là mập mạp. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cặp chóe sứ Nguyên Lam vẽ tay của Bát Tràng, vẽ hình ảnh là cá chép vượt vũ môn. Xem xong video mình thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Hãy vào mục danh sách phát này. Mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.